Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 142 của bộ truyện Dài tập Ngược về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ để không mất thời gian mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ, sau khi nghe Thế tử và Thục Vương nói xong, Dương Lăng thầm nghĩ trong đầu. Vậy là nghi vấn lớn nhất vẫn là Thế tử và Nhị Điện Hạ, trừ phi ngoài hai người đó ra còn có một người thứ ba khác nữa, một tên hung thủ thực sự đang nó mình. Người này có cơ hội để vào được hậu cung, hơn nữa lại còn có võ công. Đột nhiên có người vào phòng quỳ xuống mà bẩm báo. Khai bản vương gia đã tìm thấy đường đại nhân rồi. Thục vương vùng người ngồi dậy mắt trợn lên ra lệnh nói mau mau lôi y vào đây tên thị vệ đấy lắp ba lắp bắp đáp lại đường đường đại nhân ngày ấy ngày ấy đã chết rồi thi thể của đường gia sơn đã được khiêng vào quả đúng là một viên võ quan tuấn tú lại liên tưởng đến đám thị vệ nô tỳ trong vương phủ đánh giá về y thì đúng là một thiếu niên anh tuấn trung nghĩa có chí tiến thủ đó quả đúng là mẫu người đàn ông mà một cô gái nhạy cảm đa sầu như mộng ly cô nương ái mộ gương mặt tuấn tú đã đổ gục xuống trước ngực và lật đầu y lên mới có thể nhìn rõ được một nhát đao cướp đi mạng sống của đường gia sơn từng mảnh vụn xương dường như còn mơ hồ phun ra cùng với máu thịt đao pháp thật lợi hại sắc bén nhưng nhát đao đấy là chém từ đằng sau dường như không cắt lìa được cả cái cổ chỉ một nhát đao trên người không còn vết thương nào khác võ công của đường gia sơn lại không hề kém muốn chém y một nhát trong trạng thái không phòng bị như vậy hơn nữa còn đánh trúng vào vị trí mà đối phương là một cao thủ võ công thì không thể nào đánh trúng được trừ phi người chém đao đó quả thực rất thân thiết với đường gia sơn khiến cho y không có chút phòng bị nào cả người đó là ai đây hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt sự đau khổ hiện rõ trên nét mặt của thục vương ông ta nhắm chặt mắt không nói câu nào thế tử chu nhượng hủ người vẫn luôn giữ bình tĩnh cũng hai mắt đỏ ngầu lao đến thi thể của đường gia sơn như một con thú ngây người mà hỏi chết rồi sao 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 lại chết rồi điều này là không thể không thể nào những điều mà mộng ly viết trong cuốn sổ tay đó đều là do người khác ngụy tạo nên đường thị vệ bị giết chết rồi cũng là vì muốn chắc chắn gá tội cho ta bằng được chắc chắn là như vậy phụ vương chu nhượng hủ quay người lao đến trước giường của thục vương thục vương lạnh lùng cười nói còn trai của ta đường gia sơn sớm không chết muộn không chết lại chết vào ngay thời điểm này Sáng nay Dương đại nhân mới tìm được cuốn sổ của Mộng Ly. Chiều nay còn nói ra tiền gian phu gian díu với nó. Tiền đó lại chết rồi, chết thật đúng lúc cả. À? Mau lôi nó đi, lôi thế tử đi, ta không muốn nhìn thấy nó nữa. Phụ vương, con không phải là hung thủ, con con không giết người, con quả thật không có giết người. Dương Lang kiểm tra nhiệt độ cơ thể và mức độ cứng cơ của thi thể Đường ra Sơn, rồi hắn lên tiếng hỏi. Vậy lần cuối có người nhìn thấy đường thị vệ là vào lúc nào vậy? Đám thị vệ đều cúi đầu lý nhí, không nói lên lời. Một lúc sau, có một tên thị vệ đứng ra căng thẳng mà nói. Hồi bẩm đại nhân, bỉ chức là người cuối cùng nhìn thấy đường đại nhân. Lúc đấy ngài ấy đang đi tuần ở trong hậu cung, Thì thoáng lại ngó nhìn vào bên trong. Bỉ chức nhìn thấy ngài ấy đi có một mình thôi, sắc mặt sắc mặt lại không được tốt cho lắm, cho nên mới không đến bắt chuyện. Khi bỉ chức vừa mới đi qua lầu canh của Trung Đình thì nghe thấy có tín hiệu cảnh báo theo đúng quy định thì sau khi biết thông tin sẽ phải nhanh chóng đến những chốt chỉ định lầu khác để thủ vệ công việc truy bắt thích khách là của những quân lính đang bao vây toàn bộ vương cung này chính vì thế nên bị chức mới ngay lập tức đến bảo vệ ở trang kinh điển mãi cho đến khi đến khi vương gia chuẩn lệnh đi tìm đường đại nhân dương lăng hướng về phía thế tử hỏi hạ quan nhớ là nơi ở của thế tử là một cung điện khác cách hậu cung khá xa nếu như muốn tới đây thì phải đi qua cửa trước của hậu cung, có đúng không nào? Chu Nhượng Hủ lùi lại hai bước, cười một cách thê thảm mà nói: Người, người lại đang nghi ngờ là do ta làm đúng không? Sau khi nghe thấy tín hiệu cảnh báo, ta mới rời khỏi cung điện của mình, vội vàng mà chạy tới đây. Nhưng trên đường đi ta không hề gặp đường ra sơn kia. Nếu người nói người là do ta giết thì hung khí đâu? Thanh đao đó đang ở đâu rồi? Giết người trong vội vàng, sau đấy ta làm sao có thể mang thanh đao nhuốm máu mà đi lại được? Hung khí đâu? Dương Lăng nhìn một lượt người Chu Nhượng Hổ, dường như hắn đang muốn tìm kiếm xem thanh đao đó có đang ở trên người của y hay không vậy. Chu Nhượng Hổ cứ đứng yên như vậy, không hề nhúc nhích. Tên thị vệ kia nói nhỏ, "Giết chết Đường Đại Nhân, lại chính là thanh đao của ngày ấy, hùng khí đẫm máu rơi lại tại hiện trường." Tiếng nói đấy không lớn, thế nhưng lại tựa như tiếng sấm đánh ngang tai, sắc mặt của Chu Nhượng Hổ liền trắng bệch. Lúc này, Dương Lăng đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của thế tử, ánh mắt dính chặt lấy chân của Nhượng Hổ một lúc lâu sau mới từ tốn mà nói thế tử giày của ngài hình như dính phải thứ gì đấy có thể cởi ra cho bổn quan được nhìn hay chăng chu nhượng hủ cúi đầu nhìn sắc mặt tức thì thay đổi thế tử đang đi một đôi giày có đế màu trắng trên bề mặt có một vài những điểm đen không rõ cho lắm nhưng phần viền trắng lại bị vỡ lên một vài điểm màu đỏ rõ ràng là vết máu Nhượng Hồ cúi đầu nhìn thì mới phát hiện ra là cả gấu áo của mình cũng đã bị vài viết máu vấy lên. Vết máu không lớn, không nhiều, rõ ràng là bị bắn lên. Chu Nhượng Hổ tựa như nhìn thấy quỷ dữ, bỗng thét lên một tiếng thảm, run giọng mà nói: "Không, không phải ta, không, không phải là ta, thật không thể nào, có người hại ta mà." Nội vụ tổng quản cúi người nhẹ nhàng đáp lời, dường như sợ hãi, chỉ nói to hơn một chút thôi, sẽ ngay lập tức khiến cho vị vương gia mỏng manh yếu đuối này ngất lịm đi mất. Dương Lăng khẽ thở dài rồi lên tiếng Xin vương gia yên lòng Hạ quan sẽ đi thả nhị điện hạ về ngay Còn thế tử chưa lấy được khẩu cung của ngài ấy Thì chắc hắn là án sắp đi sẽ không bằng lòng nhận vụ án này đâu Hạ quan sẽ tiếp tục xử lý cho xong Kết án một cách nhanh chóng nghiêm đẹp Không, không Thục vương run rẩy nói Là bổn vương đã có lỗi với nó rồi Lúc này mà nghĩ lại Thì mới thấy bổn vương quả thật Quả thật đã hành hạ nó quá nhiều rồi Cận nhi trong lòng cận nhi ắt hắn là oán hận ta rất nhiều bổn vương ta ta phải sử dụng nghi lễ của một vương gia đích thân ta đi đón cận nhi ra khỏi ngục mới được dương lăng khẽ khàng thở dài một cái chắp tay hành lễ không nói thêm câu nào nữa dương lăng quay trở về phủ có một vị khách đã đứng chờ ở đấy người đó chính là chỉ huy sứ lý sâm hơn một tháng từ khi bình định đô trưởng man lý sâm điều binh khiển tướng lợi dụng giai đoạn chiến sự để gây dựng lên uy quyền của mình trong quân đội Gã là một người rất biết nắm bắt cơ hội nên ngay sau khi về đến Thành Đô thì Lý Sâm ngay lập tức đã lợi dụng quyền uy vừa mới gây dựng được để củng cố địa vị trong quân đội của mình. Vậy nên hai ngày nay bận rộn quá chưa kịp đến để thăm hỏi Dương Lăng. Ấn tượng của Dương Lăng về cá nhân Chu Nhân Hổ mà nói thì tương đối tốt. Nay phát hiện y lại là một kẻ mặt người dạ thú như vậy. Hơn nữa tuy rằng Thục Vương là một người quan niệm cổ hổ nhưng quả đúng là một hiền vương hiếm có chứng kiến bộ dạng ốm đau và bị con trai hành hạ đến mức kiệt quệ như vậy thì trong lòng của Dương Lăng cũng cảm thấy khó chịu. Vì thế cho nên tâm trạng cũng chẳng được thoải mái. Lý Sâm cũng được nghe kể chuyện nhị điện hạ giết người, lại cũng biết quan hệ giữa Dương Lăng và người ấy khá tốt. Nên gã cho rằng chính vì thế nên Dương Đại Nhân mới cảm thấy buồn phiền. Chính vì thế nên Lý Sâm cũng không dám hỏi gì nhiều, bèn nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Đại Nhân, bị chức đã về đến thành đô, ngay lập tức mượn khí thế quét tắc, chỉnh đốn lại đội ngũ sắp xếp thần tín, Thành lý tất cả sổ sách và quan binh, hiện tại đã có manh mối rồi. Dương Lăng cười nói, vậy thì tốt, mấy ngày tới bổn quan sẽ hồi kinh. Đám lăng binh không tiện vào kinh Thành, hơn nữa Tống Tổng Binh còn phải quay trở lại Quảng Tây, cắt đặt mọi chuyện trong quân đội rồi sau đấy mới có thể trở lại được. Còn Tiểu Ngũ, hiện tại ta vẫn không thể bỏ được. Tài năng của Tống Tổng Binh cũng không nên để lãng phí. Đợi nàng ấy quay trở lại, ta sẽ sắp xếp cho nàng ấy một vị trí thích hợp vậy nên phiền ngươi điều binh bảo vệ bổn quan hồi kinh ta cũng không muốn đi thiểm tây nữa thời tiết ở đấy chuyển lạnh rồi ta muốn về kinh thành luôn dạ thưa đại nhân vâng đó chỉ là chuyện nhỏ binh mở trong phạm vi của tam vệ đại nhân ngài đều có thể điều động hộ giá lý sâm nhanh chóng đáp lại rồi lại tiếp tục nói đại nhân hạ quan xem xét kiểm tra kho binh giới thì phát hiện ra một chuyện chuyện này cũng không lớn thế nhưng có liên quan đến một nhân vật vô cùng quan trọng vì thế nên phải nói qua với đại nhân một tiếng sau này nếu như có người kiểm tra Thì có đại nhân làm chứng cho Hạ quan mới có thể tránh bị dây dưa lên lụy được Dương Lăng lên tiếng hỏi Ồ oh, chuyện gì mà khiến cho Lý Đại Nhân còn không quyết định được vậy Lý Sâm cười đáp lại Chuyện cũng không lớn Hạ quan kiểm tra kho binh khí thì phát hiện ra Vệ quân thành đô thiếu đi hai khẩu pháo Hơn nữa thuốc súng bị tiêu hao một lượng lớn Dường như trong hơn một năm trước đây Chỗ thuốc súng đấy đã được trang viên của thế tử Mượn hết đi rồi Lý do là lợn rừng thường xuyên tàn phá vườn tược của trang viên Có lúc còn làm hại đến người trong phố Nên phái người đi canh chừng Thế nhưng không thể nào ngày đêm canh giữ được Sau này mới có ý kiến sử dụng thuốc súng Để mà đốt chết khiến cho lợn rừng hoảng sợ Khiến cho chúng một thời gian không dám đến quê phá một lần nào nữa Lý Sâm ấp ba bùng nói tiếp Đại nhân ngài tính mà xem Viên quan trước đây nể tình làm liều Giờ lại bắt hạ quan đi thu dọn hậu quả Đó là vũ khí quân đội dùng Làm như vậy xét về tình mà nói thì là không hợp lý Nghiêm trọng hơn thì còn là phạm tội nữa kìa Tùy nói rằng hai khẩu pháo đó không có gì to tát cả Người trong trang trại cũng không biết dùng Nhưng thuốc súng thì bị tiêu hao không ít đâu Hạ quan cũng không thể đi đòi thế tử được Đại nhân ngài xem Dương Lăng lặng lẽ ngồi xuống một lúc Thở dài mà nói Bổn quan đã biết rồi Ta sẽ chịu trách nhiệm giúp ngươi đòi về là được rồi Hai người bọn họ lại tiếp tục nói chuyện công vụ một lúc nhận thấy tâm trạng Dương Lăng quả thật là không được tốt cho lắm, Lý Sâm bèn hiểu ý, đứng dậy cáo từ. Lý Sâm vừa đi khỏi thì Tĩnh Thanh quận vương bèn đến, vị quận vương thân hình cao lớn đấy đà, bước vào trong cửa, không nói một câu nào với Dương Lăng. Dương Lăng cũng chẳng biết nói câu gì. Hai người lại đứng nhìn nhau một hồi, Dương Lăng mới sắp xếp cho một đội quân đi khiêng linh cứu của Mộng Ly cô nương ra, trả về cho Tĩnh Thanh quận vương. Tĩnh Thanh quận vương chào Dương Lăng một cách trang trọng, không người một lúc rồi mới đứng thẳng dậy, hai mắt đấm lệ không nói câu nào, bèn quay người đi luôn. tâm trạng của dương lăng lại càng trở nên tồi tệ hơn nữa. hắn đi tới vườn sau, nhìn thấy gia đình ba người nhà ngũ văn định đang nói chuyện về chuyện cung tên, dáng vẻ vui mừng, hứng khởi. trong lòng dương lăng mới cảm thấy khá hơn một chút. hắn cũng không đến làm phiền gia đình nhỏ của ngũ hắn siêu, tống tiểu ái, mà bèn quay người đi vào phòng tắm, thoải mái tắm cho một cái thật đã, thay bộ y phục thông thường. lúc đấy mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. dương lăng quay trở lại thư phòng vừa mới xử lý xong một đống văn bản thư từ thì đại bổng trùy bèn tất bật chạy vào đại nhân cái tên dương thận lần trước lại đến rồi còn có cả thác bạt cô nương nữa kìa gã nhếch cái miệng lớn của mình cười một cái dương bàn tay to như tay gấu của mình ra rồi mới lên tiếng à, đại nhân ngài nhìn xem thác bạt cô nương thật phóng khoáng với khoản tiền bạc tặng luôn cả một thỏi vàng dương lang nhìn thấy mà giật mình đánh thót một cái quả nhiên là một thỏi vàng Xem chừng còn to gấp đôi bàn tay của thác bạt cô nương đấy Thật là khó mà đoán được tiền tài của cô nàng này Dương Lăng vội nói Mau mau mời bọn họ vào Dương Thận về mặt điểm nhiên không thể hiện xúc cảm Chỉ có thác bạt yên nhiên là mỉm cười vui vẻ Quả đúng là vui sướng đến tận tâm can Một vẻ đẹp say đắm lòng người Đến độ không diễn tả được thành lời Nhìn thấy Dương Lăng yên nhiên bèn nhanh chóng tăng thêm tốc độ Nàng cười rạng rỡ mà lên tiếng Bái kiến Dương Đại Nhân dương đại nhân văn phú tài giỏi như quan trọng vậy còn võ nghệ cao cường tựa võ hầu thật không ngờ đối với việc phá án lại cũng có thể cao như vậy một vụ án khó khăn trồng chất đến như thế mà dương đại nhân ngài vừa mới xuất trận đã thành công phá án rồi khiến cho ai nấy đều phải khâm phục dương lăng mời hai người bọn họ ngồi rồi kêu người hầu mang trà đãi khách người đâu mau bưng trà tiếp đó y bèn cười nói thật không dám không dám Hạ quan chẳng qua chỉ là nhận lại vụ án này từ tay của án sắt ti Có quá nhiều điểm nghi vấn chính vì thế Nên cái gì cũng phải điều tra xem xét và lục soát cho thật kỹ lưỡng Thêm nữa là Mộng Ly Cô Nương cũng ghi chép lại rất nhiều những tình tiết quan trọng Hùng thú bản thân y thì lại nhất cử nhất động đều không tiến Nên cho dù có vào bên trong đấy thì cũng chỉ e là không có thời gian để mà tìm kiếm cho kỹ càng cuốn sổ này được Cuốn sổ này mà rơi vào tay của ai thì vụ án này cũng sẽ được sáng tỏ Nghe Dương Lăng nói như vậy khiến cho Thác Bạt yên nhiên thoáng có chút thẹn thùng. Nàng lướt nhìn Dương Lăng một cái, hàm răng trắng cắn nhẹ lên môi, lúc này mới thẹn thùng nói. Đại nhân không chỉ tìm thấy những di vật của chú cô nương mà còn mà còn hình như tìm thấy được vật gì khác nữa phải không? Sao? Vật khác ư? Dương Lăng bị nụ cười để mê hoặc của nàng làm cho tim đập nhanh thình thịch. Trong đầu nhớ đến những quần áo lót của phụ nữ khi lục soát căn phòng của chu Mộng Ly Dương Lăng vỗ chán vài cái rồi mới đáp lại. À thật là hồ đồ quá, cô nương đừng cười chế. Dương Lăng vội vàng lấy những bức thư trong hộp ra và đưa cho thác bạt yên nhiên rồi cười khan một tiếng nói. Nhượng Cận Huynh cũng là một trong những nghi phạm vì hoàn cảnh bắt buộc phải lục soát thôi. Điều tra nên mới có những hành động thất lễ như vậy mà cô nương lượng thứ cho. Thác bạt yên nhiên đỏ mặt nhận lấy, cố làm ra vẻ rộng lượng mà đáp lại. Xin lỗi gì chứ, Nói chính xác thì ngài là ân nhân của nhượng cấn Hơn nữa ta cũng chẳng có điều gì hổ thẹn ở đây cả Thác bạt yên nhiên Nói lấp liếm đi Gương mặt nhỏ xinh lại càng đỏ ửng lên Dương Lăng nhìn thấy nàng đang thẹn thùng vô cùng Thì cảm thấy cô nương trước mặt này Lại càng dịu dàng đáng yêu hơn nữa Hơn nữa những bức thư đó Dương Lăng cũng đã xem qua Hai người bọn họ không chỉ tình đầu ý hợp Hơn nữa hai bên còn qua lại thư tử cho nhau Điều mà họ lo lắng nhất là chuyện Thục Vương có đồng ý mối nhân duyên này hay không chưa tính đến việc thác bạt yên nhiên là người tộc man Điều quan trọng hơn hết là một trong những yếu tố quan trọng Để giữ cho vùng đất thuộc này được bình yên Đó chính là sự cân bằng thế lực giữa 15 thổ ti ở nơi đây Ổn định được thế cục của ba thục Nếu như nay thiếu chủ của phái Có thế lực lớn nhất được gả vào thuộc vương phủ Thì thế cục này nhất định sẽ bị phá vỡ Này cơ hội đến rồi đấy Ta cũng biết rõ chuyện của hai người bọn họ Mọi người cũng đều hiểu rõ trong lòng nếu như không ngại thì có thể công khai chuyện này Tắc thành cho đôi uyên ương này vậy Dương Lăng nghĩ tới đây Bèn cười nói Hạ quan có xem thư của cô nương Là tại hạ thất lễ rồi Hôm nay xin được hành lễ tạ lỗi với cô nương vậy Dương Lăng một lúc rồi nói tiếp Khi nhị điện hạ vào ngục Thục vương có rất nhiều lần hiểu lầm với ngài ấy Nên hối hận vô cùng Sáng sớm Thục Vương sẽ dùng nghi lễ của một vương gia để đón con trai mình về phố Coi như một sự đền bù nếu như cô nương hôm nay có thể nhờ người đến đặt vấn đề hôn nhân Thì theo ý bổn quan vương gia chắc hắn Sẽ bằng lòng thôi Chỉ ở biết chừng Ngày mai còn là xong hỉ lâm môn đấy chứ Thật vậy sao Ta sẽ về mời Phan Đại Nhân Và Di Gia đi làm mai giúp ta Thác bạc yên nhiên mừng rỡ vô cùng Câu nói đấy mới nói được một nửa Thì gương mặt ửng đỏ thẹn thùng Không nói thêm được câu nào nữa Dương Lăng vuốt mũi cười nói sống theo cảm xúc và bản năng của mình mới đúng là con người mà có vấn đề gì đâu Thác quạt yên nhiên ngượng ngùng hắn giọng một cái rồi nói người thật hay người giá đều biết đóng giá lại còn tưởng ta thương tích chẳng ấy hay sao đợi chẳng ấy ra khỏi ngục rồi ta còn phải hỏi cho rõ ràng tự mình học thiên thư văn tử lại còn giấu ta làm gì dương lăng cười nói sao học thiên thư gì chứ mỗi người đều là một cuốn sách có dày có mỏng có sâu có nông đọc cả đời cũng không hết được đâu Dương Lăng chỉ là tức cảnh mà nói ra cảm nhận của mình Nhưng Thác Bạt Yên Nhiên lại cho rằng Hắn đang cố tình bao che cho những cận Bèn liếc nhìn một cái sắc lạnh rồi lên tiếng Vậy hóa ra Ngài cũng biết chuyện chàng ấy học Nham khắc thiên thư phải không Lòng vòng một hồi vậy là chỉ có mỗi mình ta là không hay biết gì cả Lại còn giúp cho chàng ấy giấu ta Hừm. Khi Yên Nhiên nói đến Nham khắc thiên thư Thì quả thật Dương Lăng cũng biết qua Vậy ra ở trong đất thuộc này còn có rất nhiều những hang lớn, động sâu có khắc những văn tự cổ quái hàng nghìn năm đấy mọi người đều không đọc hiểu được nên gọi là thiên thư lại vì được khắc ở trên đá nên mới có tên là nham khắc thiên thư dương lăng không kìm được lòng hiếu kỳ bèn lên tiếng hỏi sao những cận huynh đang nghiên cứu nham khắc thiên thư ngài ngay còn giả bộ nữa sao tháp bạt yên nhiên cười nói ta không chấp nhận những lỗi sai dù là nhỏ nhất kia đừng có ý định giấu ta làm gì đây chẳng phải là nham khắc thiên thư thì là cái gì Thác Bạt yên nhiên nói đoạn, bèn rút ra từ tay áo một cuốn sách, đặt lên trên bàn, những mày một cái, về mặt đắc ý. Dương Thận cầm lấy cuốn sách, lật dở ra xem nhíu mày nói: "Giống nhưng lại không giống, những nét chữ đơn giản này." Gã dương tay lên, vẽ họa trong không trung, lắc lắc đầu nói: "Tại hạ cũng chưa từng nghiên cứu qua nhâm khắc thiên thư, thế nhưng những nét chữ này giống mà lại không giống, tưởng là đúng mà có cảm giác lại không đúng, Dương Lăng tò mò cầm lấy cuốn sách xem Hắn cũng không nhận biết được những chữ đấy Bèn lại đặt nó xuống bàn rồi cười nói Nhượng cận huynh vô cớ triệu an phải ngồi tù Cô nương nên ăn ủi huynh ấy mới phải Đàn ông mà Có chút bản lĩnh nếu cứ mang ra để khoe khoang Với người khác thì há chẳng phải Chẳng có gì đáng để nể phục nữa rồi hay sao Thác bạt yên nhiên hư một tiếng rồi nói Tóm lại là chuyện lớn hay nhỏ Ta cũng đều nói cho huynh ấy biết rồi Thì không có lý do nào Huynh ấy lại giấu giếm ta cả Đàn ông thì sao đấy Dương Lăng và Dương Thận cười lớn Dương Thận còn ít tuổi nên không tiện pha trò Dương Lăng thì cười lớn nói Thác bạt cô nương quả thật lợi hái Tài hạ có thể tưởng tượng được Những ngày tháng đau khổ sau này của những cận huynh rồi Lúc đấy Lưu Đại Bồng Trùy đúng lúc Bưng trà vào Đang đặt từng tách trà lên trên mặt bàn Chốc chốc lại lướt nhìn cuốn sách đang đặt ở trên bàn Gã nhìn được mấy cái Thì đột nhiên reo lên Ái chà 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 Đại soái Ngài đọc hiểu được quỷ hỏa phù hay sao? <laughs> Ngài nhìn những chữ này mà xem. Đọc là lưu, là họ của ta đấy. Ồ, sao các ngươi lại nhìn ta vậy? Lưu đại bồng trùy vút vút dâu, hai con mắt bé như hạt đậu xanh của gã, lại nhìn sang trái, rồi lại nhìn sang phải, ba người bọn họ một cách kỳ lạ. Ba người đấy nhìn chăm chú vào lưu đại bồng trì dường như trên gương mặt của gã đang nở hoa vậy. Dương Lăng nhìn hai người, đồng đảng đang xấu hổ thẹn thùng, hít một hơi thật sâu rồi nói người này là dương thần đây là đệ nhất kỳ tài của ba thục bác học kiến thức quảng đại uyên thâm là người hiếm gặp trong đời thác bạt thiên nhiên cô nương cũng là một kỳ nữa không những hán văn vô cùng giỏi giang mà còn tinh thông cả tiếng táng và ngôn ngữ của những bộ tộc khác nữa bản thân ta lại càng không nói làm gì vậy mà những chữ đơn giản như vậy phiên âm hán ngữ phiên âm tiếng anh cũng ít nhiều nhận biết được một chút nhưng nhưng lưu đại bồng truy dương lang đảo mắt nhìn giờ hỏi Đại bổng trùy, ngươi biết những chữ này hay sao? Lưu đại bổng trùy tự tin mà nói. Đương nhiên là tại hạ biết những chữ này rồi. Đại nhân chẳng phải, ngài cũng biết đó hay sao? Chữ nhận được mặt tại hạ, chữ tại hạ sao có thể nhận được mặt chữ đấy? Nhưng tại hạ lại biết được những chữ này. Bàn tay to lớn thô cạch của gã trở lên những chữ trong quyển sách rồi đọc. Nó được đọc là lưu. Sao? Sao ngươi lại đọc được những chữ này vậy? Lúc này thì đến lượt Dương Thận không kiềm được nữa Tò mò mà hỏi À số là trong số thân binh của đại nhân Có một lão đinh là người Hà Nam Có một lần tại hạ nhìn thấy ông ta đang mân mê đọc thứ trước của quái này Bèn lại gần hỏi Ông ta lo lắng ra mặt Và dặn lại tại hạ đừng có nói cho ai biết kìa Ông ta nói ông ta là người của thủy tộc Lưu đại bồng trì Gãi đầu rồi tiếp tục nói Tại hạ quả thật là chưa từng nghe đến thủy tộc Nghe ông ta kể rằng đó là chữ viết của bộ tộc đấy Thủy tộc của ông ta khi tế bái thần linh Thì sẽ dùng thứ ngôn ngữ đấy để mà nói chuyện được với thần linh kìa Quỷ sư trong tộc sẽ lập đàn làm phép Rồi đem bức thư sử dụng loại văn tự đấy đốt đi Thì quỷ thần sẽ đọc được <laughs> Thật là huyền bí mà Nói tóm lại Thì nhìn cái bộ dạng của lão đinh đấy Tại hạ Chẳng thể tin được quỷ thần Lại có thời gian để mà nói chuyện với lão ta kìa Nhưng tại hạ cũng thần miệng hỏi luôn Họ của tại hạ được viết như thế nào Vậy là lão đinh viết ra cho tại hạ được biết Chữ này nhìn cũng trông rất vui mắt Nên tại hạ bèn nhớ luôn dương thận đột nhiên nói hóa ra là văn tự của thủy tộc ta nghe nói có người gọi đây là vu thư chuyên dùng để trao đổi thông tin với thế giới bên kia kìa thủy tộc sinh sống bắt nguồn từ khu vực tuy thủy ở trung nguyên nằm trong địa phận hà nam nghe nói thủy thư bắt nguồn từ lạc thư căn cứ theo dịch quái thì tinh tưởng nguyên lý vũ hành đều để suy đoán hung cát dự đoán phúc hóa giải quyết những vấn đề khó khăn có liên quan đến âm dương và ngũ hành bất quái thật không nghĩ đến Nhượng cận huynh không những tinh thông kinh dịch Giờ lại còn nghiên cứu cả thủy thư nữa kìa Thác bạt yên nhiên vốn dĩ Không hề nghi ngờ gì về thứ chữ của quái này Có mối liên hệ gì với tình cảm nam nữ hay không Chỉ là bản thân cảm thấy không quan tâm Vì mọi chuyện của mình Đều chia sẻ cho nhượng cận được biết Vậy mà chàng ấy lại giấu những chuyện riêng của mình Hai mắt của yên nhiên đảo một vòng Rồi cười lên tiếng Tốt, ngày mai đợi nhượng cận ra ngục rồi Ta sẽ tặng cho chàng ấy một món quà lớn Dương Đại Nhân, Phiền ngài mời tên thị vệ đấy ra đây xem giúp ta Trong này đang viết những gì nào Đừng có nghĩ chỉ có mỗi mình chàng ấy hiểu Ngày mai đợi chàng ấy kế nhiệm thuộc vương rồi Thì ta sẽ đọc trước mặt cho chàng ấy nghe Dọa cho sợ luôn Dương Lăng cũng cảm thấy khá thú vị Bèn cười nói Đại bồng truy, nhanh đi kêu lão đinh đó tới đây Đại bồng truy lên tiếng Đại nhân, lão đinh đó đi khiêng linh cứu của con gái Tính thanh quận vương rồi Vừa mới đi xong, còn chưa về kìa Ồ, vậy thác bạt yên nhiên cô nương cô cứ để quyển sách lại đây đợi Lao đinh kia về ta sẽ lệnh cho ông ta phiên dịch thành tiếng hán ngày mai bổn quan cũng sẽ đi dự tiệc rồi sẽ tìm cơ hội đưa cho cô bản dịch kia thác bạt yên nhiên vui mừng đắc ký thuận tay bèn đẩy cuốn sách qua một bên thác bạt yên nhiên hôm nay tới đây còn mang theo rất nhiều lễ vật đúng đủ ba hòm lớn mỗi hòm phải đến bốn người khiêng mà còn thấy vất vả cũng chẳng biết là đã đặt những thứ gì vào bên trong dương lăng nhìn thấy mà hốc mồm kinh ngạc nhưng thất bạt yên nhiên tính tình ương ngạnh khó thay đổi nàng đã không muốn tặng quà thì không ép tặng được mà đã muốn tặng quà đối phương không nhận thì cũng không xong vất vả lắm mới tiến được hai người đó đi dương lăng còn chưa có thời gian để nghỉ ngơi thì tiểu quận chúa chu tương nhi đã đi tới sắc mặt của chu tương nhi sầu thảm dương lăng cũng chẳng nói được câu nào với nàng ấy hai người bèn vào bên trong thư phòng lặng lẽ ngồi một lúc lâu dương lăng mới thở dài nói quận chúa Thật là có lỗi quá mà Ta cứu được nhị ca của cô Thế nhưng lại phải giam đại ca của cô vào Chu Tương Nhi sau khi trải qua chuyện này Thì dường như đã trưởng thành hơn Nghe thế vậy chỉ khẽ lắc đầu Không còn cái điệu bộ ngang ngược nữa Một hồi lâu mới nước mắt rưng rưng mà đáp lại Đà tạ đại nhân đã rửa tội cho nhị ca của ta Rửa sạch nỗi oan Bổn quận chúa phụng mệnh phụ vương đến gửi Cho dương đại nhân một tấm thiệp Sao tấm thiệp ư Dương Lăng có chút hơi ngạc nhiên gia đình của thục vương đang đau buồn giàu dĩ như vậy còn mời tiệc gì nữa đây ừ. chu tương nhi lau nước mắt rồi tiếp tục nói sức khỏe của phụ vương quả thật rất không được tốt hôm nay phải cố gắng lắm mới ngồi được dậy ngày mai sẽ đích thân đi đón nhị ca xuất ngục đồng thời mở tiệc chiêu đãi quan viên và những thổ ti tộc trưởng vẫn đang ở lại chưa rời khỏi thành đô mời dương đại nhân đến dự tiệc lại nói thục vương trước nay luôn yêu thương con trưởng mà lạnh nhạt với nhượng cận nay đã biết bản thân mình có lỗi hơn nữa sức khỏe của ông ta đã chịu những kích động quá lớn từ sự việc lần này chắc hẳn chẳng còn sống được đến năm tới trong lòng của ông ta chắc hẳn cảm thấy hổ thẹn nên mới quyết định chuyển ngôi lại cho vị nhi điện hạ này dương lăng hiểu rõ điều đấy nhưng những lời nói chúc mừng thì làm thế nào mà nói ra được đây chỉ đành lặng lẽ nhận lấy thiếp mời và thể hiện rằng ngày mai nhất định sẽ đến dự tiệc chu tương nhi lịch sự ngồi thêm một lúc nữa nhấp ngụm trà rồi mới đứng dậy cáo tử dương lăng tiến nàng ra đến cửa lớn đột nhiên nhớ ra một chuyện bèn vội vàng tiến lên hai bước mà hỏi à phải rồi trang viên của thế tử năm ngoái có mượn hai khẩu đại pháo dùng để dọa bắn lận rừng chuyện này là vi phạm kỷ luật quân đối hạ quan có thể xin quận chúa điện hạ sắp xếp xuống dưới một câu trả lại hỏa pháo cho vệ sở được không sao trang viên của đại ca hỏa pháo sao chu Tương nhi ngây người đột nhiên nhớ ra rồi mới đáp lại ồ ngài nói đến là cái đó sao là hai khẩu pháo đó sao? Hôm nay là ngày nhị điện hạ Chu Nhượng Cận được ra khỏi nhà ngục. Thục vương Chu Tân Hàn mặc long bào màu đỏ dùng nghi của phiên vương. Đích thân ra đón con trai ra ngục. Chiếc kiệu đằng sau để chống. Nghi thức đương nhiên là nghi thức dành cho thế tử. Thục vương làm long trọng đến như vậy là để muốn bù đắp lại cho con trai. Đồng thời cũng là muốn ngụ ý cho văn võ bá quan và toàn bộ dân chúng trong thành được biết. Hai điện hạ đều bị giam ở trong đại lao không làm như vậy lẽ nào lại đi tìm từng người dân một để mà giải thích hay sao? Thục Vương cũng đã phái người đi thông báo cho Chu Nhượng Cận hơn nữa cũng đã đồng ý chuyện hôn sự của Thác Bạt Yên Nhiên và Chu Nhượng Cận hôm nay tổ chức đại tiệc nhân ngày tiến hành hai việc kỳ đấy là chuyển ngôi ký vị và định hôn sự Thục Vương phủ trăng hoa kết đèn ồn ào náo nhiệt khác hẳn với cảnh tượng bi thương u ám của mấy ngày trước lúc bấy giờ trong nhà ngục thành đô ở trong một nhà giam đối diện bên hông với căn phòng của Chu Nhượng Cận, đó là Thế tử Chu Nhượng Hủ. Chỉ cách nhau có một hành lang đường đi kia thôi là huynh đệ ruột thịt của mình. Hơn nữa, hôm nay đệ ấy còn được rửa oan xuất ngục, còn mình thì sao đây? Phải chăng ngay từ ban đầu đã có người răng bẫy hãm hại bản thân ta hay hung thủ thực sự nhận thấy không thể hãm hại nhị đệ được nữa nên mới thuận thế dùng liên hoàn kế mà hãm hại được ta? Hay là vốn dĩ ban đầu là đệ ấy đây? Chu Nhượng Hủ biến sắc mặt, không dám tin vào những gì mình vừa mới nghĩ lắc lắc đầu nghĩ thầm ta có oan mà không giải thích được cũng giống như nhượng cận lúc bị bắt vậy miếng ngọc bội cũng chính là tín vật khiến cho đệ ấy có oan mà không nói ra được vậy nhưng đệ ấy chẳng phải vẫn đừng rửa sạch hàm oan đó thôi sao ta cũng phải kiên định đến cùng cho đến khi mở công đường thẩm án đợi đến ngày sự thật được công khai mới thôi nhượng hủ mặc bộ quần áo tù nhân màu trắng ngồi đối diện với cửa nhà giam tóc tai bù xù chẳng còn dáng vẻ thanh cao ung dung của một thế tử nữa bỗng lúc đấy cánh cửa nhà giam mở ra phía trước là sáu người đằng sau đi theo hai tên lính canh tù đang run rẩy sợ hãi sáu người này chính là sáu tên lính canh cẩm y vệ hôm trước đã từng đến thăm nhị điện hạ bọn chúng nào đâu dám đắc tội nhưng đám cây tù này cũng thắc mắc vô cùng sao gia đình nhà thục vương có chuyện gì nữa đây sao mà một người bị giam vào tù vì tội âm mưu tạo phản giờ lại một người nữa cũng tội trạng tương tự bị giam vào tù đây Cẩm y vệ dường như là đang nhằm vào gia đình này thì phải Tên cầm đầu đám cẩm y vệ bước tới phía trước phòng giam hắng giọng mà nói Thêm sự cẩm y vệ chú tại tứ xuyên vệ sở Gã còn chưa kịp dứt lời Thì hai tên cai tù đã quay người đi Vừa đi vừa cười nói Tiểu nhân xin cáo lui Cáo lui Chú Nhân Hổ từ từ quay người lại Điểm nhân hỏi Cẩm y vệ sao Các người tới đây có việc gì Lẽ nào người trong nhà ta lại có liên quan đến việc tạo phản hay sao? Tên thiêm sự cẩm y vệ đấy lần này đã biết điều hơn, chủ động đứng qua một bên. Giáo ý từ đằng sau chậm rãi bước lên, chậm rãi ngẩng đầu mà cười nói. Thế tử là tại hạ muốn được gặp người nên mới muốn nhờ huynh đệ trong cẩm y vệ giúp đỡ ẩn mình vào đây. Dương, Dương Đại Nhân. Chu Nhượng Hủ trận chừng hai mắt, thất thanh kêu lớn. Dương Lăng cười nhạt, cuối người hành lễ, chào và đáp lại phải, chính là tại hạ. Hôm nay thật bận rộn, Chu Nhượng Cận về đến phủ chẳng kịp làm bất cứ điều gì cả. Một đám thái giám và cung nữ lao vào trong phòng, chuẩn bị đủ các kiểu trang điểm, thay trang phục, sửa soạn đầu tóc. Hôm nay là ngày kế vị, có quá nhiều việc phải chuẩn bị, hơn nữa còn đồng thời tiến hành lễ đính hôn cho thế tử. Ngoài việc phải chuẩn bị quan bào của thế tử ra, còn phải sắp xếp thêm cả lễ phục. Trước tiên là tuyên bố kế vị, rồi sau đấy sẽ thay lễ phục để hành lễ đính hôn chính vì thế nên thắc mặt yên nhiên cũng không tiện mà gặp mặt nhượng cận nên phải lánh mặt đi ở một căn phòng khác mà đang trang điểm chải tóc y phục thật quá là dườm già chu nhượng cận đã từng khoác lên người những bộ trang phục sao hoa thế nhưng chưa từng mặc qua bộ y phục nào lại phức tạp đến như thế chỉ là đồ lót bên trong thôi mà người ta cũng chẳng nhìn thấy được có nhất thiết phải theo đúng nguyên tắc như vậy hay không đây còn chưa cử hành nghi lễ mà gã đã thoát đầy một người những làm một hôi hột còn biết làm thế nào được đây chịu đành đứng yên cho đám người hầu tự do trang điểm tự do sắp xếp bộ lễ phục cao quý hai màu đỏ và đen bên trong bên ngoài đều được theo cát thú hình ảnh sơn thủy là bộ phục bào long trọng vô cùng trong ngoài tổng cộng đã mặc đến năm bộ y phục bốn cung nữ còn phải leo lên treo nào là những khăn sa trắng mỏng viền cổ viền đầu gối đai ngọc ngọc bội tất cả vật phẩm đều là thượng hạng mang biết bao nhiêu thứ lên người như vậy quả thật là không dễ chịu chút nào cả khó khăn lắm mới trang điểm hoàn tất ngũ cũng đã đội lên ngay ngắn hai tên thái giám khiêng một chiếc gương đồng cực lớn chu nhượng cận nhìn vào gương mà không tin nổi vào mắt mình nữa liền thốt lên là... đây đây là ta sao không còn trong bộ dạng của bộ thường phục đơn giản nữa không còn là huyền y công tử đào hoa lãng tử trong nét anh tuấn còn có thêm phần nghiêm túc các người lùi ra ta muốn được yên tĩnh một lát chu nhượng cận khan giọng nói đám thái giám và cung nữ cuối người lùi ra chu Nhược cận nhìn vào gương lui về sau hai bước nhìn thật kỹ người ở trong tấm gương kia bờ vai vốn dĩ đã rất rộng lớn chắc chắn nay lại cảm thấy dường như càng có sức mạnh hơn thân hình cao lớn lực lưỡng hơn khí thế càng có phần khí chất đặc biệt của hoàng tộc cao quý hơn khẽ động nhẹ bộ trang phục lộng lẫy đấy thoáng cảm nhận thấy cảm giác của một nhân vật lớn lao một người đứng trên muôn người nhân trung chi long đây là ta sao chu Nhật cận chăm chú nhìn vào trong gương đồng dường như đang nhìn ngắm một người xa lạ hoàn toàn khác vậy. Hắn nhìn chằm chằm một hồi thật lâu, dường như hình bóng trong gương kia có chút gì đó mơ hồ. Nhượng cận mắt không rời khỏi đấy. Ngay cả đến khi Dương Lăng dẫn theo một tên thị vệ bước vào đến cửa mà nhượng cận cũng không hề phát hiện ra. Dương Lăng khẽ ho lên một tiếng, chắp tay hành lễ và nói. chúc mừng thế tử, Dương Lăng đến có lời chúc mừng. À... Chu Nhượng Cận giận thoát người một cái, vội vàng vui vẻ cười mà bước lên phía trước, thân thiết nắm lấy tay của Dương Lăng. Dương Đại Nhân, ta đang mong chờ ngày đây, nào nhanh 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 ngồi xuống đi. Mặc bộ quan bào này thật phiền phức quá đi, di chuyển cử động đều không được thuận tiện. Chu Nhượng Cận vừa oan thán, vừa cẩn thận ngó vào gương, chỉnh lại quan mũ. Dương Lăng thản nhiên đi đến chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuống. Chu Nhượng Cận chỉnh ngay ngắn lại, quan mũ, rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm, gã quay đầu nhìn thấy tên thị vệ để trầm dâu dài đang đứng ở cửa hai tay khoanh trước ngực thanh đao đeo ở thắt lưng khe khẽ chuyển động dường như canh giữ ở đó không cho bất kỳ ai bước vào bên trong bất giác nhượng cận có cảm giác kỳ lạ gã ngoảnh đầu nhìn rồi cười nói với dương lăng gã ngoảnh đầu nhìn rồi cười nói với dương lăng tha vừa mới xuất ngục bèn được vụ vương đưa đến đây bị đám người này trang điểm cắt tập mọi thứ mãi không dứt ra còn chưa kịp kiếm cơ hội đi đến cảm ơn đại nhân ngài đã rửa sạch cảm ơn cho ta kìa chỉ là đại ca của ta nụ cười của chu nhượng cận dần dần vụt tắt thay vào đó là sắc mặt đau lòng buồn bã mà nói tiếp ta quả thật không ngờ đại ca lại là người như vậy ta đã cố ý xa lánh quyền lực sao hình ấy lại còn không tha cho ta vậy nước mắt lưng tròng chu nhượng cận khẽ lau lệ ở trên khóe mắt dương lăng cũng một vẻ mặt buồn bã hắn đau lòng nói Hey, ta kỳ thực cũng không thể ngờ được Nhị điện hạ ngài lại là người như vậy Quyền lực thực sự quan trọng đến như vậy hay sao Có thể khiến cho ngài có thể bỏ đi tình huynh đế Thủ túc như vậy Hại huynh hại muối Tán tận lương tâm đến như vậy Sao Chu nhận cận bất ngờ ngẩng đầu lên Ánh nhìn sắc nhọn như nơi đao Nhìn chằm chằm vào dương lăng Đang ngồi ở đấy Với vẻ mặt tư thái an nhàn Một hồi thật lâu Chu nhận cận đột nhiên mặt mày hớn hở Mà nói tiếp Dương Đại Nhân quả biết nói đùa Nhưng ta vừa mới chịu nán Từ trong cảnh lao tù bước ra Quả thật là không chịu nổi những câu nói đùa vừa rồi đâu Dương Lăng cũng cười lớn Cười xong thì bèn đứng dậy Chậm rãi đi đến bên cạnh tường Nhìn vào bức họa trên tường rồi lên tiếng Nhị Điện Hạ Ngài và Thế Tử hồi còn bé Cùng đi câu cá Vui vẻ hòa hợp thật là vô cùng thú vị à Nhị Điện Hạ Ban đầu ta nhìn bức họa này Ta cứ có cảm giác có cái gì đó Có chỗ nào đó không được hòa hợp mà ở chỗ nào thì ta lại không biết được Thế nhưng bây giờ ta đã hiểu ra rồi Không hợp là ở chỗ Chỉ là trẻ con thôi mà Đi câu cá thì nên vui vẻ hớn hở Đâu có phải là ông lão tuổi cao đâu Vui vẻ là ở một chữ tình kìa Bên hồ chỉ có ba huynh đệ Sao ngài phải trèo lên tận hòn đá cao như vậy Cách xa mọi người Câu cá thì thật chuyên tâm đến như vậy Dương Lăng vút nhẹ lên bức họa rồi nói tiếp Trong tay đại ca có cá tiểu đệ thì đang giúp sức câu cá vô cùng là chuyên tâm đại ca câu được cá chia sẻ niềm vui đó với tiểu đệ thế nhưng tiểu đệ đến nhìn còn chẳng buồn nhìn lấy một cái chỉ cắm cúi nhìn vào cái phao câu cá của mình phải chăng là tiểu đệ đang khen tí hay là đang bực dọc trong người đấy ngồi nhìn người câu được cá mong ước mình cũng được như vậy hay sao hay thơ hay lắm một thiếu niên mới có 10 tuổi mà đã có lòng tranh giành như vậy ngay từ lúc việc câu cá rồi vậy thì nay người thiếu niên đó trưởng thành có thật sự xa lánh quyền lực khinh nhẹ cái con cá lớn vương vị kia hay không đấy dương lăng quay đầu lại bộ dạng đắc chí vui mừng mà cười nói người mô phỏng lại nét bút của bốn người nét bút của muội muội đặt lên trên nét bút của bản thân mình lại đặt dưới cùng kỳ thức là đã hướng chúng vào câu mong ước mình cũng được như vậy phải chăng đó chính là những lời nói phát ra từ trong lòng buồn bực của mình hay sao <laughs> thật thông minh nhị điện hạ người thấy sao chu nhượng cận nhìn dương lăng một hồi thật lâu đột nhiên mở miệng cười gã vừa đi đến bên cạnh bàn viết của mình vừa cười cầm lấy cây quạt với một điệu bộ hứng hờ không thèm quan tâm đến những gì mà dương lăng vừa mới nói nhẹ nhàng quạt mấy cái ngón tay cử động nhẹ nhàng thư thái điệu bộ nho nhã tán thưởng dương lăng xem ra là ngài đã có được bằng chứng đích xác ở trong tay rồi thì phải bằng không thì sao dám khẳng định chắc chắn đến như vậy đây thế nhưng ta có cái gì mà không đúng đây đều là con trai của phụ phương cả ta còn là con trai thứ Ta đã được nhận thêm chút tình thương nào của phụ vương hay chưa Tất cả những thứ tốt đẹp có trên đời này Đều là của đại ca ta cả Từ nhỏ huynh ấy đã tốt với ta Nhưng đó là tình huynh đệ Là phong thái của một người làm huynh trưởng Ta tốt với huynh ấy là từ nhỏ Ta đã có toàn tính rồi Cùng nghìn thế tử Hừm, Khốn nạn mà Gã dừng lại không nói nữa Nắm tay đặt trên bàn Rồi khẽ run run thở dốc nói Ta giỏi giang Tốt đẹp vì sao đây người khác sẽ chỉ biết suy đoán dò xét ta một lần như vậy mười lần cũng như vậy hàng trăm lần cũng sẽ như vậy tại sao những kẻ từ bụng ta suy ra bụng người những kẻ tự cho mình là thông minh những tên khốn nạn thì có quá nhiều như vậy ta hận một nỗi không thể giết hết sạch bọn chúng được kìa chu nhượng cận thét lên một tiếng vẫy mạnh tay một cái gương mặt tuấn tú của gã trở nên có chút hung tợn một hồi thật lâu sau mới khôi phục về trạng thái bình tĩnh điềm đạm cười nói Vậy nên ta mới nghĩ Dựa vào cái gì mà ông trở lại có thể bất công với ta như thế được đây Bất luận là tài học, năng lực Ta có điểm nào không bị được với nhượng hủ đây Ta và nhượng hủ chỉ có duy nhất một điểm khác nhau Đó chẳng qua là mỗi thân sinh ra hai người chúng ta không giống nhau Chu nhượng cận nhìn ra phía ngoài Thấy hai bên đều là rừng trúc dày đặc Trong rừng trúc thông thẳng đến trước điện Có một con đường nhỏ Đám thái giám và cung nữ đều đang đứng ngoài đằng xa Trước cửa hiện lên Chỉ có một tên thị vệ cầm đao đứng đấy Nhượng cận nhẹ nhõm cười một cái Rồi lên tiếng hỏi Kế hoạch của ta có thể nói là hoàn toàn Hoàn hảo không có vết nứt nào cả Tại sao người có thể biết được vậy Dương Lăng cũng nhẹ nhàng Mà đáp lại Hoàn hảo không có vết nứt ư Hả chẳng phải giờ đây ta cũng biết rồi đó hay sao Ta lại muốn biết Người muốn hại thế tử để cho bản thân mình kế vị Thì có biết bao nhiêu là cơ hội Tại sao lại phải đợi đến bây giờ mới ra tay vậy Hắn lại ngẩng đầu lên trời mà cười nói cũng phải ta là dương chém đầu là sao chối chỉ biết hại người làm sao mới biết thẩm án cứu người cơ chứ chắc hẳn ta cũng chỉ là một quân cờ mà ngươi lợi dụng thôi đúng không nhị điện hả người vốn dĩ không coi ta ra gì đúng không không người sai rồi chu nhận cận rất thành khẩn mà đáp lại ta quả thật coi ngươi là bạn tốt của mình kìa hơn nữa còn coi ngươi là một bậc tài học hiếm có dương thần là người uyên bắc nhất mà ta đã từng gặp nhưng nếu để nói về tài trị thế sự Thì không cần phải hiểu quá nhiều và quá kỹ Ngươi chỉ cần chỉ cho người khác một con đường Đúng nhất là được rồi Mở đường, sửa đường Phá núi bắc cầu, làm xe làm thuyền Những chuyện đó ngươi cơ bản là không hiểu được Đương nhiên sẽ có người đi làm Nhưng điều quan trọng nhất là ngươi chỉ ra được con đường Nhanh nhất, tiện nhất Tiết kiệm sức lao động nhất kìa Dương Thấn là một kỳ tài Có thể biết mở núi phá rừng Giỏi giang một vài lĩnh vực Nhưng ngươi Ngươi là người có thể chỉ đường, ta quả rất ngưỡng mộ ngươi." Dương Lăng trùng đôi lông mày xuống, khẽ thở dài rồi đáp lại, "Ta cũng rất khâm phục ngươi, ngươi gần như đã thành công rồi." "Ngươi sai rồi, Dương đại nhân, ngươi khám phá được ra sự thật không đồng nghĩa là ngươi có thể ngăn cản được ta, ta vẫn là người chiến thắng." Chu Nhược Cận ung dung rồi nói lại, "Muốn giết thế tử đâu có dễ dàng như vậy, ta và đại ca cùng một thầy dạy võ." tùy võ công của huynh ấy không bằng được ta nhưng cũng không kém quá xa chẳng có loại thuốc độc nào không màu không vị không để lại dấu vết cả nếu như thế tử bị hạ độc chết hoặc chết một cách đột ngột kỳ lạ như vậy thì ta khó mà tránh khỏi bị liên can vậy là ta nghĩ ta không thể giết thế tử phải chăng có thể mượn đao giết người nhờ bàn tay của một người khác để giết thế tử hay không dương lăng nhìn địa bộ mừng rỡ hớn hở của trung nhượng cận chỉ lặng lẽ cười người cũng rất háo danh Hư danh hại người. chu nhận cận không hiểu, tiếp tục nói. Vậy nên, ta mới bắt đầu tìm một hung thú, không có bất cứ một mối quan hệ nào với mình cả. Có thể giết chết tại ca mà không liên quan đến ta. Đó chính là đô trưởng man. A à, đại tung hoành phá phách thường xuyên gây chuyện. Nhưng nghi không muốn tạo phán. Không phải là vì không muốn tạo phán, mà là vì cái tên ngu ngốc đó chưa nhìn được thấy thế gian ngoài kia ra làm sao cả thì đã ếch ngồi đánh giếng nghĩ mình là hoàng đế rồi thế nên ta mới phái người đóng giả thành thương lái đến bán cho y những món đồ tinh xảo những món đồ mỹ nghệ bằng sứ và tơ lụa là những thứ mà cả đời y chưa từng được nhìn thấy sở đến bao giờ khiến cho tên ngu ngốc ngu si tự xưng là vương ở trong rừng đấy được mở mang tầm mắt kiến thức của mình rồi sau đấy lại nói cho y biết cuộc sống của hoàng đế thì còn xa hoa và sung sướng đến như thế nào tầng bốc rằng y có thể được ngồi vào ghế rồng được mặc long bào vì ta biết rằng địa bàn của y có hạn Chỉ ở trong cái vùng núi bé nhỏ Thì dù có quậy như thế nào Phụ vương cũng sẽ không bận tâm tới Nhưng nếu y mặc phạm xưng đế Thì phụ vương không thể ngồi yên bỏ mặc được Nhất định là phải xử lý Phụ vương thân mang bệnh nhiều năm Nên người cầm quân xuất trận đương nhiên Sẽ là thế tử <laughs> Kỳ thực thì ta thích hợp hơn huynh ấy nhiều Nhưng ta sẽ không có cơ hội được lộ diện Ta vĩnh viễn chỉ là một vai phụ mà thôi Dương Lăng đột nhiên xem ngang nói gạch vàng này thì sao? cũng là người cố ý bán cho y hay sao? Chu Nhượng Cận đáp lại một cách khinh miệt. Hừm, một tên man dợ trong núi mặc lên người hoàng bào thì đó là Long Bảo hay sao? trên ghế có khắc hai con rồng thì đó sẽ trở thành ghế rồng rồi sao? thế nhưng gạch vàng đó có thể làm mở mắt của y kìa. ta cũng không thể không mạo hiểm mà đi kiếm. mục đích chỉ là để cho thanh thế của y có thể khuếch đại hơn được một chút mà thôi. Chu Nhượng Cận tiếp tục nói có một số người hán đi theo tên đấy nơi đó có một tên là thợ thủ công phạm tội của thôn ngự diêu tô châu trốn tới trốn lui cuối cùng đầu quân cho y tên thủ đấy chưa nhìn thấy ghế rồng và long bào bao giờ nhưng đã nhìn thấy vàng biết được ca đại coi trọng thứ đấy bèn nói với y nếu như mặc long bào ngồi lên ghế rồng không thôi thì vẫn chưa được coi là hoàng đế dưới chân của hoàng đế còn phải trải vàng lên nước kia hóa ra là như vậy đó chính là nguyên do của vụ án bán trộm vàng lý do lại là từ một yêu cầu hoang đường phi lý từ tộc trưởng man tộc thế sự thật là khó lường Ê... dương lăng cảm thán một hồi rồi tiếp tục hỏi người tính trăm phương nghìn kế như vậy mất bao công sức để sắp một cái bẫy lớn nhường đó chỉ là vì muốn giết chết thế tử thôi sao đúng chu nhậm cận nghiêm nét mặt lại đáp lại phong thái quá ư đậm chất của một kẻ cầm quyền chuyện này không thể có chút liên quan với ta dù là nhỏ nhất được sức khỏe của phụ vương càng ngày càng không được tốt nếu như đợi đến ngày phụ vương nhường lại ngôi vị cho huynh ấy thì ta muốn ra tay lại càng khó khăn hơn rồi nên ta buộc phải nắm bắt lấy thời cơ tin tức ca đại muốn vượt quyền xưng vương đã loan đến tai của phụ vương thân là một phiên vương mà để cho sự việc đến mức độ đó rồi mà không giải quyết thì đó quả đúng là một sự tác trách nghiêm trọng phụ vương chỉ đành lệnh cho đại ca đi giải quyết sự việc này đại ca của ta cũng giống như phụ vương vậy đều là những người cổ hủ cứng nhắc không biết đến ứng biến ngoại giao đối với bọn thổ phí cũng chẳng giải tội đại nghịch bất đáo ta chỉ cần dùng một kế nhỏ một chút thôi thì quả nhiên huynh ấy đã nghe theo lời mà đi vào hang cảm hóa Đám man sợ đó rồi còn ta thì đi du ngoạn vọng trúc khê chuyện đó hoàn toàn chẳng có liên quan một chút nào đến ta cả đợi đến khi mọi chuyện đã hỗn loạn đến mức không thể giải quyết được nữa rồi thì phụ vương đương nhiên sẽ chịu gọi đến nhân vật phụ là ta đi về chu nhượng cận nói đến đây bèn kẽ thở dài một cái <laughs> ta đương nhiên là sẽ là đại nhân vật hiệp nghĩa mà đi cứu huynh ấy ra rồi nhưng ta cũng sắp xếp người sắp xếp những lời giải thích có liên quan đến thổ mộc báo như của yên cao tài đến lúc đấy mọi người sẽ cầu xin ta ta cũng chỉ đành thuận theo số đông dùng binh đấu lại không khuất phục đại ca có muốn không chết cũng khó kìa nhưng có ai ngờ đâu ông trở lại cửa người đến người quả đúng là sao chổi mà chu nhượng cận lắc đầu cười khổ sở vẫn là bộ dạng vô cùng ngưỡng mộ dương lăng y tiếp tục nói tất cả mọi chuyện là như vậy đó đều đã bị người biết cả rồi ta không ngờ một người cầu hủ bảo thủ như là đại ca lần này lại biết thông minh hơn dùng tiền và quyền lực để cảm hóa kẻ ác hm. tiền và quyền lực luôn là thứ vũ khí đắc thắng nó có thể khiến cho con người ta bỏ đao quay đầu lập tức thành phật lẽ nào không phải vậy sao dương lăng cười nhạt đáp lại Vậy nên kế hoạch đổ vỡ Người lại tiếp tục tính toán một kế hoạch mới đúng không Chu Nhật Cận lắc đầu đáp lời Mưu sự tại nhân Thành sự thì tại thiên Kế hoạch đổ vỡ Ta cũng không oán trời hận người Ta sẽ nhấn lại chờ đợi Chờ đợi cơ hội thứ hai xuất hiện Phụ vương muốn chuyển ngôi thì cứ chuyển đi Chỉ cần ông ta chết đi rồi Thì ta sẽ lại có cơ hội Trong ngày kế vị chuyển ngôi đấy Ta yêu cầu nội tổng quán Đưa thác bạt và cát phiên đi bãi kiến vương phi khi đến hoa viên để gặp các ngươi thì vô tình phát hiện ra đại ca và mộng ly đang nói chuyện với nhau hơn nữa hai người các ngươi còn đang đứng ở trong góc khuất để quan sát thì ta đã ẩn mình một chỗ mà không đi tới nữa kìa lúc sau khi đi ngang qua bờ hồ ta nhìn thấy mộng ly đầm đìa nước mắt bèn gọi mỗi ấy ra vườn sau hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện mỗi ấy còn thân với ta hơn đại ca rất nhiều ta đồng ý sẽ giúp cho mỗi ấy thì mộng ly mới chịu nói cho ta biết rằng mỗi ấy có tư tình với thị vệ trưởng là đường gia sơn đồng thời đã có thai rồi Này chẳng biết nên làm như thế nào Dương Lăng cười lạnh nùng nói Vậy ngươi, người huynh trưởng mà Mộng Ly tin tưởng nhất Đã giúp nàng ấy chọn một con đường Con đường đi mà không có đường về hay sao Chu Nhược Cận nhìn sắc lạnh Thế nhưng rồi lập tức trở lại bình thường Bình tĩnh như không có việc gì Hắn đáp lại Phú quý chỉ trong hiểm áp, Không độc, không phải trượng phú dương lăng nghĩ ngợi một lúc ánh mắt lắng động lại rồi nói tiếp người tự đặt mình vào tội chết rồi dùng kế liên hoàn để cho đại ca của mình trở thành hung thủ thật sự kế này trong lúc vội vàng nghe xong chuyện của mộng ly rồi mới nhất thời quyết định hay là như thế nào chu nhậm cận ngạo nghễ cười mà đáp lại đúng là như vậy quả là thiên tài dương lăng lẩm bẩm trong miệng chu nhậm cận cười đắc ý tên tội phạm thiên tài mới phải Dương Lăng bổ sung thêm một câu. Nụ cười của Trung Nhượng Cận cứng đờ, sau đấy thì lại cười đáp lại. Ta ngay lập tức nghĩ đến ông trời đã cho ta một cơ hội tốt, tựa như đám người đôi trưởng man vậy, dựa vào địa hình hiểm trở, tự nhiên để mà khéo léo thay đổi đi một chút biến hóa, trở thành một cửa ái bảo vệ hiểm yếu. Nếu như ta đã không giết được thế tử, mượn đao để giết thế tử cũng đã thất bại, vậy thì sao ta không thể thay đổi lại là thế tử muốn giết ta đấy? Dương Lăng chân ngang nói. Người muốn mượn đao giết người Muốn mượn đao của ta để giết thế tử sao Dương Lăng lắc đầu nói tiếp Người là một kiêu hùng Người rất giống với một người Rất giống với giáo chủ di lạc giáo Lý Phúc Đạt Y cũng rất giỏi đứng đằng sau Mượn đao mà giết người Chu Nhượng Cận mỉm cười nói Lý Phúc Đạt sao Chỉ là một tên giặc có Sao thành đại sự được Ta không muốn mượn đao của ngươi Mà muốn mượn đao của An sát ti kìa Nhưng người chịu ở lái để giúp ta nên lại chuyển thành mượn đao của dương gia ngươi rồi Thực sự thì tự tận đáy lòng ta Rất cảm kích ngươi Trước kia là ta ngưỡng mộ ngươi Sau này thì càng ngày càng thích ngươi Dương đại nhân không nhận thấy Năm lần bề lướt Người châm biếm ta Nhưng ta không hề nổi giận chút nào hay sao Chu Nhật Cận nhớn mày rồi nói tiếp Tuy là kế hoạch nghĩ ra trong thời gian gấp gáp Thế nhưng cơ bản là do ta mượn thế mà gây dựng lên Trước thật sau giá Toàn bộ kế hoạch có thể nói là hoàn hảo Không một kẽ hở Rốt cuộc thì làm thế nào mà ngươi phá vỡ được vậy? Dương Lăng cười đáp lại. Hoàn hảo không kẽ hở sao, nhưng ta lại có được sự giúp đỡ của chức nữ. Sao? Nhượng cận kinh ngạc bối rối. Dương Lăng cười chuyển chủ đề. Chớp mắt một cái mà nghĩ ra được kế hoạch hoàn hảo đến như vậy, tự dồn mình vào đường cung thật là hoàn mỹ. Nếu như là ta trực tiếp đi hại huynh đệ vào đúng hôm huynh ấy kế vị, thì chỉ e rằng tất cả mọi người đều cho rằng thế tử bị người khác ám hãi và người được lợi nhất sẽ là ngươi ngươi sẽ trở thành người có nghi phạm lớn nhất làm theo cách của ngươi đi một con đường vòng thật lớn hướng mũi kiếm về phía thế tử vậy là chẳng còn ai nghi ngờ được nữa rồi chu nhật cận cười ha ha rồi nói tiếp điều đó là đứng chiên rồi ta giết mũi ấy rồi cố ý để lại miếng ngọc bội tạo nên một cái bẫy hoàn mỹ nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo sau đó bè lập tức đi tìm và kể lại với sư phụ ta vì khi ta ở trong ngục Bên ngoài còn rất nhiều chuyện buộc phải do ông ấy hoàn thành nốt kìa Dương Lăng nghe đến hai chữ ngọc bội Bèn kinh ngạc hỏi Người cố ý để cho Mộng Ly nắm được ngọc bội Sư phụ của người sao Là tiểu linh tử Người đồng mưu với người là ông ta sao Không ngờ đến phải không Ngọc bội là chuyện quá đơn giản Ta không muốn để lại viết tích gì cả Mộng Ly là một cô gái liêu yếu đảo tơ Thì sao có thể bắt lấy được cái gì cơ chứ Võ công của Tây Vực Có một thuật thu gân đó chính là khi người chết rồi Nhân lúc cơ thể vẫn còn chưa đông cứng Điểm chúng chỗ đấy thì gân mạch trong người Sẽ tự động co lại thật chặt Muốn tạo ra tình cảnh mộng ly cố gắng vật lộn Giật lấy được miếng ngọc bội Thì có gì là khó đâu Dương Lăng đã không còn hứng thú Với việc tìm hiểu về miếng ngọc bội nữa Hắn chừng hai mắt lên mà hỏi Tiểu linh tử sao Ông ta là thị vệ thân cận bên cạnh phụ vương của ngài Cũng là sư phụ của ngài và thế tử Sao ông ta lại chịu giúp ngài đây Cho dù là hai người từ sớm đã có câu kết với nhau rồi Thế nhưng người là nhị điện hạ Không có quyền cũng chẳng có thế Ông ta lại là một tên thái giám không tham vọng gì cả Tại sao lại phải mạo hiểm như vậy đây Ai nói lão thái giám thì không có tham vọng đấy Chu Nhượng Cận chậm rãi tiếp tục nói Tiểu Linh Tứ vốn là con trai của một tộc trưởng Một bộ tộc lớn nhất trên thảo nguyên của Tây Vực Ông ta tranh giành quyền lực với huynh đệ của mình Bị thất bại Nên bị hoạn tiến rồi lưu đày đến Trung Nguyên những năm gần đây ông ta có một ước muốn lớn nhất là được quay trở lại Thảo Nguyên Ngồi lên ngôi vị đại hãn Nhưng chuyện này phụ vương không giúp được ông ấy Chỉ có ta đồng ý với ông ta Chỉ cần tiểu linh tử một lòng một dạ giúp đỡ ta Ta sẽ giúp ông ấy đòi lại Thảo Nguyên và đất tai thuộc về ông ấy Ồ hóa ra là vậy Thế nhưng cho dù là ngươi có kế vệ được rồi Thì cũng không có quyền điều đại binh tác chiến với bên ngoài Giúp đỡ một phương tử thất thế hơn mấy chục năm trước đòi lại hãn vị được Tiểu linh tử ở trong cung bao nhiêu năm rồi lẽ nào lại không hiểu về quyền lực mà một vương gia có được lẽ nào lại đi tin những lời ma quỷ của người hay sao chu nhật cận chỉ cười mà không trả lời nét mặt thật thay đổi đáng ngờ trong lòng của dương lăng đột nhiên thấy như có điện giật một cái kinh ngạc tột độ mà nói người người không chỉ muốn có được vương vị người muốn tạo phản sao chu nhật cận cười vui vơ đáp lại giết một cũng là giết giết hai cũng là cùng một công một tay đã nhúng chàm xá chi mà không nhúng thêm một tay nữa đây Dương Lăng kinh ngạc không thốt được nên lời lẩm bẩm ở trong miệng Dã tầm quá lớn Con người có được tham vọng Thì sẽ không ngừng khuếch đại dã tâm của mình lên Người quả không biết thỏa mãn Nếu như thật sự người có thể làm được hoàng đế Thì chắc hắn đã phải sánh ngang được với tần tiểu hoàng Hán Vũ Thành cát tư hán rồi à, 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 đại trượng phu sinh ra là nên như vậy không đúng hay sao chu nhược cận nhìn dương lăng không đáp lại lời cười vô vị rồi tiếp tục nói có tiểu linh tử bên cạnh phụ vương ta có thể thoải mái mà diễn kịch mà không lo sợ rằng phụ vương sẽ thật sự làm thương tổn đến ta kìa đợi khi ta vào ngục rồi nếu như vẫn không có ai nhận ra được những nguồn khúc trong vụ án này thì người của ta sẽ tự khắc tìm ra được những manh mối cho quan phú may mắn thay người phụ trách phá án lại đổi lại là ngươi người quả nhiên không khiến cho ta phải thất vọng mà sau khi vào ngục thật không ngờ phụ vương lại cho là ta làm những chuyện đổi bại kia muốn ép ta tự vẫn để bảo tồn thanh danh <laughs> trong lòng của ta quả thật đau lòng khôn xiết càng khiến cho ta không cảm thấy hổ thẹn vì những gì mình đã làm ta thông đêm ngụy tạo cuốn sổ tay của Mộng Ly ngày sáng sớm ngày hôm sau người của ta đã mang về phố đặt trong phòng của muội ấy cộng thêm cái tình cảnh ta đã đặt ra lúc trước cho mình kìa chỉ cần vật chứng đó được phát hiện thì theo lẽ thường sẽ hiếm có người nào nghi ngờ tên hung thủ thứ hai là vô tội cả Nhưng như vậy cũng không được Còn tên đừng ra sơn. Đại ca tuy cổ hũ bảo thủ Nhưng vẫn không phải là tên ngốc Từ việc huynh ấy giáo hóa đám đạo tặc ở cửu ty sơn Thì có thể thấy được trong thời khắc sinh tử Mạo hiểm. Huynh ấy sẽ khai ra đừng ra sơn. Như vậy thì tội danh của huynh ấy sẽ không còn Thành hiện thực đứng nữa rồi Vậy nên sau khi người của ta biết được ngươi Đã tìm được tín vật Thì bèn ngay lập tức thực hiện bước tiếp theo Giết người gá tội Chu nhượng hủ nhớn mày Rõng rạc nói tiếp giết người khá tội thì coi như cầm chắc tội danh rồi chu nhượng hù sao trước lúc đó thì huynh ấy đã khó mà giải thích cho minh bạch được rồi nếu như lại vấy thêm vài vết máu lên người của hình ấy nữa thì ngươi nghĩ hiệu quả sẽ ra sao đấy? ánh mắt của dương lăng chợt lóe lên người đó đương nhiên sẽ là tiểu linh tử đúng không chỉ có thừa cơ lúc thế tử thăm hỏi vết thương của thục vương ông ta mới như hình với bóng bên cạnh chăm sóc vương gia rồi cố ý làm thương nhẹ mình vấy máu lên người của thế tử là được rồi đúng không Tốt, tốt, Dương Huynh cũng là một thiên tài, một thiên tài tội phạm. Chu Nhật Cận vỗ tay tán thưởng cười nói, Dương Lăng kỳ lạ nhìn gã một cái rồi lắc đầu nói tiếp. Âm mưu của ngươi đã bị bại lộ rồi mà vẫn còn định leo lên ngôi vị thuộc vương hay sao? Cùng đường hết lối rồi mà vẫn còn thản nhiên như vậy được hay sao? Dương Lăng ta đã gặp nhiều anh hùng hào kiệt rồi, thế nhưng nói thật là những người anh hùng một đời này, bất luận tâm ý có cẩn thận như thế nào đi chăng nữa, chí mưu cao tài, tài học quảng bác đi chăng nữa hay thâm trầm nham hiểm đi chăng nữa thì so với ngươi vẫn còn kém rất xa chu nhượng cận cười ha ha đáp lại kết quả là chẳng phải vẫn bị ngươi phá vỡ bí mật rồi hay sao anh hùng trong thiên hạ chỉ có dương lăng và cận ta thôi ngươi còn chưa nói cho ta biết sao ngươi biết được kế hoạch của ta kìa kế hoạch này vốn dĩ hoàn mỹ không tì vết trừ phi ngươi chính là ba hắc tử ở bên trong truyền thuyết kia có thể thẩm dương tra nguyệt gọi được khuôn ma của mộng ly lên Dương Lăng nhìn vào hư không từ từ đáp lời Ai mà biết được chứ Có lẽ quả thật chú Mộng Lê cô nương Chết không nhắm mắt được mắt Nên đã mang manh mố đến đặt trong tay của ta kìa Chu Nhật Cận hơi biến sắc mặt Miễn cưỡng cười nói Người đang nói lung tung gì vậy Dương Lăng nói tiếp Điều khiến cho ta nghi ngờ nhất chính là Sự chú giải của ngươi về thiên thư kìa Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 142 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Và hẹn gặp lại quý vị ở tập 143 Vào tối ngày hôm nay Xin chào và hẹn gặp lại